Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay có một chiếc CVR đời 2017-2018 tới mở tour nha. Và cái xe này thì nó ít khi nào mà chết cảm biến đó. Nhưng mà hôm nay anh ấy là ở dưới đồng... ở đâu? Anh ở đâu nhỉ? Anh ở Đồng Nai lên. Anh là thuộc dạng là kỹ sư điện xe hơi đấy. Rất là chuyên nghiệp, nhưng mà anh không có những cái máy để đo cái thông số của cái này. Cho nên anh xuống đây anh kiểm tra. Thì theo kiểm tra thì nó đã chết cảm biến TBS rồi. Chuyện lạ nhưng mà có thật, tại vì xe này ít khi nào chết lắm. Thì kiểm tra rồi đưa thông số đo cho anh đọc thì anh cũng công nhận rồi, tại vì kỹ sư điện nói nhẹ phát biến liền. Đó thì nó đã chết cảm biến TBS nha. Cái cảm biến nó đâu ra đây? Cái cảm biến TBS này ấy, thật ra cái xe này thì nó xài cái hệ thống máy móc, rồi là cái ECU điều khiển, rồi là cái những cái cảm biến họng xăng, cái thứ giống y chang Winner đúng không ạ? Không khác thế nào hết. Thì mình lấy cái quả Winner vô, mình gắn vô là vừa ok, thông số chính xác. Thì không biết nó có xài chung Winner không, nhưng mà Winner thì nó chết nhiều lắm. Còn những cái xe Winner X hay là những cái đời khác nó xài cảm biến cũng giống giống như vậy, nó không thấy nó chết. Còn Winner thì bữa giờ mình ở dưới đây làm chắc cỡ hơn một tháng ở đây, nhưng mà chắc thay một chục cục này rồi. Còn xe này thì chiếc đầu tiên thay cục này. Và thì cũng chắc nhiều khi mai mốt, và ví dụ mà các bạn thấy nó kéo hết ga mà nó bị hụp ở cái ga cuối thì các bạn có thể kiểm tra cái này nha, có khả năng là nó chết đấy, chứ đừng có nghĩ là nó không chết. Và anh cũng mở tour tới 12.000 vòng. Thì cái xe này nó chết cảm biến TBS thì anh tiện thể thay cảm biến luôn. Thì mình đã thay cái xe này, thay thì dễ thôi, tháo cái miếng bên này ra. Nó lộ ra cái cảm biến này. Cảm biến TBS đây, thì mình sẽ mở han ốc, nhấc ra và thay cảm biến mới vô là được nha. Nếu mà cái này mà chỉnh hãng thì mình sẽ được trước mình hỏi trong hãng thì là 910.000. Tiền công thay là hết có khoảng 100.000 nữa, là hơn 1 triệu. Nhưng mà cái này là mình thay cho anh cũng là chính hãng Genhin nha, bảo đảm ngon lành. Có vấn đề gì mình sẽ bảo hành hết, chứ không phải là hàng vớ hàng vẩn đâu mà lo. Rồi, vứt. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái này. Thì thật ra cái CB 2016 ấy, 2016-2017 thì cái file mở của nó rất là khó. Chưa có ai làm được đâu các bạn ạ. 2019 thì làm được rồi nha, nhưng mà 2016-2017 chưa làm được đâu. Cho nên mình sẽ đổ một cái file độ ở đây, bảo đảm nó chạy ngon lành, không lỗi làm gì, chạy ok, ngon lành, cành đào hết. Thì cái file đó là file gì thì mình sẽ không tiết lộ đây. Nếu mà các bạn có mượn được cái xe này cho vô cái máy tính đọc lên ấy, thì các bạn sẽ biết nó là file gì. Thì nó cũng xài chung chung với nhau thôi. Rồi cái file nào tối ưu nhất thì mình sẽ đổ ở đây. Mình đã test cái xe này 5 lần rồi đấy, nãy giờ chạy 5 lần rồi, nó mới ra được một cái file phù hợp nha. Thì bây giờ mình test thử xem, cái này mở tới 12.000 vòng. Ôi trời ơi, test bay thì toang thôi. Bay không sao đâu, thôi, dậy xe nó tí. Đó, rồi. Cuối cùng thì nó cũng đã nổ. Cái xe này nó hết bình, cái bình này zin của anh là 4 năm rồi. Mà kiểu là đang để dành tiền mua đất mua nhà nha, chưa thay được bình nha. Đây, chủ xe kỹ sư điện, là quản lý những kỹ sư điện ở trong cái gara xe hơi ở Đồng Nai đó, chứ không phải mà đang tiết kiệm tiền để xây nhà, chứ không mua đất, chứ không phải là gì. Nhưng mà cái bình hư rồi, đang khuyên anh là nên thay bình khác. Thì bây giờ mình test nên thử nha, 12.000 vòng. Rồi, thì cái này mình đã mở tới 12.000 vòng. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử. Mình sẽ chạy thử xem là cái số 1, số 2 thì nó sẽ lên tốc độ như thế nào. Tại vì cái đường Sài Gòn này nó cực kỳ đông luôn, nên là chạy rất là không chạy được, test hết những số được. Rồi này mình sẽ test thử số 1, số 2, rồi mình sẽ giao xe cho anh về anh chạy thử. Nếu ví dụ mà ok thì để chạy, còn nếu mà không ok thì mình sẽ bảo hành từ An Z nha. Làm ở đây thì cứ yên tâm là mình sẽ bảo hành hết, chứ không có phải là lấy tiền xong là để cho các bạn đi đâu. Là cứ yên tâm. Mẹ đường đông. Rồi, test thử. Đường ở đây thì đông cực kỳ luôn nha. Không có đường để lên tour các bạn ạ. Rồi, test thử số 1, số 2 thôi. Chứ cái này để cho anh chạy trải nghiệm thôi, chứ cái này phải có đường trường và đường
đường dài để test thử mới biết chính xác được. Chứ cái đường này kéo số 1, số 2, kéo tới số 6 chắc là toang rồi. không kịp về. Rồi, ok, xong hàng. Giờ mình sẽ lắp vô và giao xe cho anh nha. Để cho anh con về anh làm chứ. Mất buổi sáng, mất bao nhiêu tiền của anh rồi. Ý là mình làm pha nhưng mà chủ xe là tháo dỡ và lắp đặt nha. Tháo dỡ gia công và lắp đặt là chủ xe. Mình thì không rành bằng chủ xe đó. Nói chung là mình là thợ sửa xe, thật ra là mình không rành mà anh. Tại vì cái xe này anh nó thuộc dạng lắp đặt mà tháo ra anh nghiên cứu liên tục, cho nên là anh trong lòng bàn tay của anh rồi. Chuyên nghiệp luôn. Nếu ví dụ mà anh muốn cái xe này nó phát huy hết công suất đấy thì cái nắp gió này anh phải cho nó thoáng một chút. Thay con chạy chỗ rồi. Không cần phải trụ. Cái này anh thay trụ rồi á. Thay rồi á. Thay rồi thì anh cái bô này anh đã mở cái lưới trong này ra chưa? Đó, tại vì ở trong cái bô thiết kế nó có cái lưới rồi, nó thiết kế tới 10.500 vòng á. Nhiều khi mình mở tới 12.000 vòng nó sẽ hơi bí một chút. Không mười sáu, 2017 nhìn cái đầu y chang như 2019 luôn. Đúng rồi, nó khác cái bằng nào, bằng mã thôi. Đồng hồ giống 2019 luôn. Khác màu đen, khác màu. Đồng hồ đen khác màu, khác mâm. Mâm khác, mã khác. Bên giai đoạn điện khách về. Khách từ Đồng Nai xuống nha. Thôi, mình kết thúc video ở đây. Chào các bạn.